Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em. Hôm nay mình lên giới thiệu cho anh em một cái bộ ổ khóa của Đinh Thái nha. Cái ổ khóa này mình cam kết khi mà anh em coi cái ổ khóa này, anh em sẽ wow lên và nói là cái thứ mà mình kiếm lâu nay, hàng hiếm lâu nay nó đã có rồi. Đây, mình giới thiệu cho anh em một bộ khóa của Đinh Thái anh em nha. Khóa này ổ khóa Đinh Thái, mã của nó là GD5903. Đây, bao đúng hàng zin cho anh em nha. Đây, một bộ khóa rim Thái anh em ha. Thì ổ khóa rim Thái nó có điểm gì đặc biệt so với ổ khóa rim Việt mà mình lại nói là anh em phải wow lên, nó phải có điều đặc biệt thì mình mới nói như vậy cho anh em. Đây, đây là ổ khóa rim Thái nha anh em nha. Thì ổ khóa này nó sẽ đầy đủ hồn hai bánh là ổ trước và ổ sau luôn. Đây, trước và ổ sau luôn. Bỏ cái hộp qua một bên anh em nha. Đóng gói bỏ qua một bên. Đóng gói thì cũng là như những cái hàng Thái khác thôi. Tuy nhiên là con này nó cái điểm đặc biệt của nó là ở đây. Mình sẽ quay cho anh em coi này. Đây nha. Điều đặc biệt của con này á là cái chìa khóa của nó anh em ạ. Đây. Bộ chìa của nó đây. Anh em nhìn này nó hết đẳng cấp ngay. Đó, đẳng cấp cho anh em. Ok chưa? Đủ đẳng cấp chưa? Đó. Cực kỳ là đẹp luôn. Và đây là cái loại ổ khóa Honda chìa mập nha. Chỉ có những anh em chơi Dim Thái thì mới có cái loại chìa này thôi. Còn những anh em chơi Super hay là Way là không bao giờ có nha. Chỉ có đúng Dim Thái mới có loại chìa này. Và chìa đây là chìa trùng mã với nhau luôn nha anh em nha. Chìa trùng mã với nhau, không phải lo luôn. Đây, rất đẹp. Thực sự anh em luôn. Đây, nhìn cho bộ khóa này nằm mê ngay. À, đây, ổ của nó đây. Đây anh em lưu ý nha, ổ Thái chỗ này nó có lõm này. Nhưng là chỗ này nó có lõm. Đây là anh em nhìn nó khác này. Khác cực đẹp luôn. Đấy này thấy chưa? Nó khác là cực đẹp nha. Mã mộc đầy đủ cho anh em. Mã đây. GN5. Mã đầu của GN5 nha, mã sau thì nó sẽ tùy. Ví dụ như bộ này mã là B04 này. Đúng không? B04 thì chìa nó cũng sẽ như vậy. Chìa nó cũng sẽ là B04 luôn. Đây, chìa nó cũng sẽ là B04 luôn nha. Đó, ok cho anh em. Đúng nha. Cái loại chìa này á, thì để anh em kiếm nó một ổ khóa ngoài thị trường mà có cái loại chìa này rất là hiếm nha anh em, gần như là không có. Mình cam kết luôn. Các cái tiệm sửa xe bình thường bao giờ anh em kiếm không bao giờ có loại ổ này. Nó chỉ có những cái ổ mà dạng như ổ chìa nhẹp thôi, hoặc là ổ hàng linh kiện thôi. Ổ sau cũng có mã luôn nè. Ổ sau nó cũng mã là B04 giống như ổ trước luôn, GN5B04. Thì cái ổ chìa mập này chắc anh em nhìn anh em cũng biết rồi, loại này là cực xịn rồi nha. Đó, anh em nào mà chúng ta chơi rim Thái, anh em để cái chìa khóa này trên bàn là anh em biết, người ta biết là anh em có cái chiếc xe nó cỡ nào rồi. Đấy. Thì giống như những cái xe theo hàng theo xe bình thường thôi. Thì đến bây giờ thì nó cũng mấy chục năm rồi, cho nên là đa số ổ khóa nó rớt chìa hết rồi, nó bị mòn anh em. Vặn nhiều mòn nó rớt chìa hết. Thì bộ này là rất là ý tưởng để cho anh em chúng ta có thể mà mình sử dụng lâu năm nha anh em nha. Bộ này là anh em yên tâm sử dụng lâu năm cực ngon. Đây, mình sẽ test khóa cho anh em nghe, đặc biệt nghe tiếng nha. Nghe tiếng này. Đó. Cực kỳ là ok luôn. Đấy, đây, khóa cổ này. Đó, nhìn thấy cái này nó dài lên không? Đó. Chìa sau này anh em. Đây, ổ sau, test ổ sau cho anh em coi. Cực nhẹ luôn nha. Rất là ok. Anh em thấy chưa? Và ổ trước ổ sau trùng mã với nhau, chìa trùng mã với nhau. Dây điện là này. Phần giác này. Giác này, đục. Chân vàng. Ok cho anh em. Đó. Cho nên là anh em yên tâm, không phải suy nghĩ nha anh em nha. Đây, về cái phần mối hàn. Anh em nhìn mối hàn nha anh em. Mối hàn cực đẹp luôn. Đây, mối hàn cực đẹp, tròn, đều, đẹp. À. Nói chung là anh em lên xe là không phải suy nghĩ về bộ này. Với mức giá là 450.000 thì thực sự là để anh em có một bộ khóa như thế này là quá ok, quá là ngon lành anh em ha. Anh em nhìn cái độ chìa của nó quá đẹp, thực sự luôn anh em. Cái bộ khóa này bên mình bán cực kỳ chạy và không gần như không đủ hàng để bán luôn anh em ơi. Thì anh em nào chúng ta có cần, có nhu cầu thì có thể liên hệ với bên shop mình nha. Cam kết đúng hàng, chuẩn hàng như mình quay video cho anh em luôn. Chìa là chìa mập, Honda trùng mã hai chìa nha anh em nha. Đó, cái loại này thì anh em biết nó hiếm cỡ nào rồi, nhưng mình cũng không phải nói nhiều với anh em về cái loại ổ khóa này làm gì. Đấy, ngày xưa mình kiếm không trần thân, không có đâu anh em. Bây giờ thì mức giá rất dễ tiếp cận, 450 một bộ thôi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với shop, số điện thoại 0915 434 913. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em những video tiếp theo nha.